Thế là nếu như mà lớn rồi thì các bạn nên tự học cách giải quyết câu chuyện của bản thân mình đi. Nếu như không giải quyết được thì các bạn nên nghỉ ngơi một hôm để nghĩ lại cái hướng giải quyết cho nó hợp lý. Cảm ơn Edwin nhé. Tôi thấy chả có ai có thể giải quyết được vấn đề của mình bằng bản thân mình cả. Đó là giải quyết theo hướng như thế nào thôi, làm mọi chuyện tệ hơn. Thực ra câu chuyện mà nó đã bị thì nó đã trải qua rồi. Vấn đề ở thời điểm hiện tại là nên giải quyết hậu quả và lần sau không gặp lại những cái vấn đề đấy nữa, vấn đề rắc rối đấy nữa để mình đỡ phải đau đầu. Nếu như mà một câu chuyện mà lặp đi lặp lại đến lần thứ hai là bắt đầu mình có biểu hiện bị ngu rồi đấy. Và nếu như mà còn lặp lại đến lần thứ ba nữa thì mình ngu vãi lìn rồi. Nếu ai dẫm hai lần, ý là do con người bộ não phát triển và update lên chứ, đúng không?